Em xin chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Anh chị nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh á thì hãy đăng ký kênh để cập nhật được những cái giá lúa mới nhất ha. Ví dụ như anh chị nào là người xem mới mà muốn cập nhật về giá thì anh chị cứ việc là bình luận cái tên lúa cũng như là cái tỉnh của anh chị để em video sau em có thể là em cập nhật ha. Hiện tại là em đang cầm một cái điện thoại nè để em cầm em xem được những cái thông tin của anh chị để em cập nhật về giá ha. Thì câu bình luận đầu tiên của anh là Hoài Thanh Danh ha. Anh này anh nói là anh ở ấp Thạnh nha, xã Thạnh Lộc ở dòng Diền Kiên Giang, đài thơm 8 hôm nay là 8.000 rồi, ngày mai là anh sẽ cắt. Anh bình luận là khoảng đâu là 5 tiếng trước nha, rất là gần luôn. Rồi một bạn tên là Lê 656 ha, cảm ơn anh Lê ở Đức Hòa Long An, em cập nhật giá nếp rất đúng, anh đã bán chính xác, không có bị ép giá. Rồi cảm ơn anh luôn nha. Rồi tiếp tục là anh user 5Z ha, là anh ở Tà Lài, huyện Tân Phú, Đồng Nai, khoảng một tháng nữa cắt thì giá bao nhiêu. Thì bây giờ em thấy là cái tình hình lúa là thủ tướng thì cũng đã vào cuộc nha, và những cái kênh YouTube khác thì cũng đã đưa tin á, thì anh cũng có thể là thấy được nếu như là khoảng một tháng nữa thì lúa của mình á, là người ta đã thu hoạch gần hết rồi, có thể là cái giá lúa của mình tăng ha. Và em ở đây thì em chỉ phỏng đoán thôi, thì đa số là em sẽ cập nhật từ những cái bình luận và những anh chị bình luận lên thì nó sẽ là chính xác hơn. Nhưng mà thực tế thì khoảng một tháng nữa thì anh chị cứ việc đăng ký kênh thì anh chị theo dõi thì sẽ biết được cái giá nó chính xác hơn nha. Tại vì giá lúa nó mỗi ngày nó biến động chứ không có thể nào mà biết chính xác được một tháng tới nữa là giá lúa nó bao nhiêu hết á. Rồi tiếp tục là em sẽ bình luận là cái câu bình luận của anh user 4B nè. Anh nói là cái lúa là ST2024 ở thị xã Long Mỹ là hiện tại là giá lúa là 8.600 nha anh chị. 8.600 rất là ok luôn. Rồi tiếp tục nè. Rồi một bạn tên là Nguyễn Thị Kim Sơn nói ha, bạn bình luận đúng. Ừ, ok, cảm ơn bạn ha. Rồi một bạn tên là Yên Ngô nè, nhờ kênh của anh mà em biết giá được mỗi ngày. Thì giờ cũng có nhiều bạn cũng làm giống giống của mình á. Mấy bạn thấy mình làm các bạn cũng copy này nọ lum. Rồi, một bạn tên là Hiền Sơn 5700 bạn hỏi cái giá lúa là 5451 ở Trà Vinh là bao nhiêu. Thì giá lúa 5451 ngày hôm qua em có cập nhật á của những cái bạn mà bình luận lên á thì em thấy nó nằm ở mức giá là 7800 nha anh ha. Rồi một bạn tên là Nguyễn Văn Chuyện 5002, giá lúa OM 18 là 18.500. Này cái này là giá lúa giống ở Long Mỹ. À anh cập nhật giúp em cái giá lúa giống nha. Thì giá lúa giống ở Long Mỹ là OM 18 là 18.500 nha anh chị. Anh chị cũng có thể là cập nhật cho thêm cho em về cái giá rơm, ví dụ như cũng như là cái giá lúa giống nha, để em cập nhật tới tại vì cũng gần hết vụ rồi đó. Anh chị cũng chuẩn bị mua lúa giống á, thành ra là em cập nhật luôn. Rồi, anh là An Gái Như 390. Rồi tôi tên Hiếu ở Châu Thành là lúa OM 380 là bán được 7.400. Chưa tính phân thuốc rầy này nọ, không biết có lợi hay không. Thường thường thì khoảng đâu là 7.400 thì cũng có thể là mình có lời nha, nếu như là ruộng nhà nha, còn ruộng mướn thì em không biết được. Ví dụ như cái ruộng mình mướn thì cái giá mỗi năm nó mỗi khác. Rồi tiếp tục là anh Úc Thúy 7854 nha, ở Mộc Hóa tỉnh Long An mới lấy cọc 3 ngày là giá là 8.000, lúa OM 18. Rồi cảm ơn anh đã cập nhật cho em về cái giá lúa nha. Rồi một bạn tên là mình ở Hoa Thuận, giống lúa dòng Diền RVT mùng 3 này cắt giá 8.300. Rồi một bạn tên là Bình nè, 18170 nè, đại thơm 8 là 1 kg là 8.000 ở Gò Quao. Ok anh nha. RVT của bên mình là giá 8.600 nhưng mà anh không có cập nhật cái tỉnh của anh lên. Cố gắng là anh cập nhật giúp em cái tỉnh nha, đặng em có thể là cập nhật cho chính xác từng địa phương luôn. Rồi anh Út Thạch nè, 7973 nè, lúa ở Sóc Trăng hiện tại là 7.700 trở lên nhé các bạn. Đó. Rồi tiếp tục em sẽ xem những cái bình luận ha. Nàng Qua tại Long An là giá lúa là 7.800 nha anh chị. Em mới cập nhật một bạn tên là Thanh Quỳnh nè. Đó. Tiếp tục là bạn Phúc Nguyễn TV nha. Bạn nói là ST là 10 là 8.500. Ok, 8.500 nha. Rồi tiếp tục em sẽ cập nhật giá tiếp nha anh chị. Để em đang coi nè, một bạn ở Gò Công Tây ha, cập nhật lúa VD20 là
9.200 nha anh chị ha, là lúa đứng nha. Còn lúa ngã ngã là bây giờ chỉ còn có 9.000 thôi. Rồi tiếp tục là một bạn Tâm Trần bình luận nè, ở huyện Thạnh Trị Đài Thêm 8 là 8.000. Tiếp tục là bạn Tý Như ha, ở Tân Hưng Long An OM 18 là 7.800. Rồi anh Cường Nguyễn nè, lúa Đài Thêm 8 ở dòng Viền Kiên Giang là hôm nay cắt là 7.900, anh mới lấy cọc. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi một anh là Tài Nguyễn nha, ở Đức Hòa Long An, lúa Đại Thơm 8 chỉ có 7.000 thôi. Rồi cảm ơn anh luôn. Rồi một bạn ở Măng Thích Vĩnh Long ha, tên là Văn Võ nè, là 8.100 nha. Rồi cũng chúc mừng anh luôn nha, cảm ơn anh chị đã cập nhật khá chính xác nha. Rồi một bạn tên là Nguyễn Thanh Phong ha, ở dòng Viền Kiên Giang, mới lấy cọc là 9.400 nhưng mà bữa nay tuột còn có 8.300 thôi. Tuột dữ vậy anh, cái này chắc bị ép giá quá, lấy cộng 19.400 mà xuống còn có 8.300. Rồi tiếp tục nha, một bạn hỏi em về lúa nếp ở Đức Huệ thì lấy cọc 7.700 có bị hố hay không. Thì lúa nếp hôm qua nay là em thấy nó lên được 8.000 rồi đó, 8.000 rồi nha anh chị ha. Rồi một bạn Tướng Anh nói là ở Châu Thành An Giang là lúa Đại Thơm 8 là 7.800 bạn ơi. Một anh ở Kiến Tường Long An nè, OM 18 hôm qua là cắt 8.000, hôm nay là còn 7.700 nè. Rồi một bạn nói là ở Tây Ninh á, thì sao mà nó rớt giá quá, chỉ còn có 6.800 thôi. Lúa Đại Thơm 8 6.800 là rẻ dữ lắm nha anh chị ha, so với những tỉnh khác là nó lên tới 7.000 rồi. Đó, em quay lúa anh chị xem ha. Nãy giờ lo cầm cái điện thoại để cập nhật giá nè, anh chị thấy không. Một bạn cập nhật về cái giá rơm nha. Cái giá rơm ở Thoại Sơn là 25.000 một cuộn nha, mà cũng ít người mua. Rồi tiếp tục em sẽ coi ha. Rồi tôi ở Châu Thành An Giang, Đài Thơm 8 hôm qua bán 7.800. Rồi hôm nay em cũng đã cập nhật gần hết rồi nha anh chị ha. Để em coi thêm cái bình luận kia coi còn không, là em sẽ cập nhật tiếp nha. Cập nhật cho anh chị về cái giá lúa ở Gò Công nha anh chị ha. Gò Công lúa 4900 hiện tại là 8.500 nha anh chị, 8.500. Lúa ở Tiền Giang nó nhìn chung là nó khá là cao, không có bị ép giá nha anh chị ha. Còn rơm thì cũng khoảng 20.000 một cuộn. Còn đối với lúa giống nè, lúa Đại Thơm 8 thì em cập nhật luôn ha, ở khu vực Tiền Giang á là 15.500 cho một ký nha anh chị ha, 15.500. Lúa Đại Thơm 8 nha. Đó, sáng em quay tổng quan về cái đám lúa cho anh chị xem, cũng như là cập nhật về giá. Anh chị nào mà muốn cập nhật giá thì cứ điền cái tên lúa cũng như là cái địa phương của anh chị ha, đặng cái video buổi chiều hay gì đó em sẽ cập nhật cho anh chị ha. Còn một số bình luận ở bên kênh bên kênh phụ nữa, nhưng mà thôi để em cập nhật ở bên kênh phụ luôn nha anh chị ha. Rồi em cũng xin được mến chào.